Xin chào mừng các bạn đã đến hoặc quay trở lại với kênh của Phương Anh Smart World. Và bây giờ là đúng 20 giờ ngày 17 tháng 9, một thời điểm mà được rất nhiều người yêu công nghệ đón chờ. Và đây là điều đón chờ của chúng ta. Trên tay mình là đại diện đầu tiên đến từ hãng Asus sử dụng nhân đồ họa GeForce RTX 30 Series với tên gọi Asus TOS RTX 3080 O10G Gaming, được hứa hẹn mang lại sự thay đổi về sức mạnh vô cùng ấn tượng đến người tiêu dùng, tạo nên một bước tiến thần kỳ về năng lực xử lý đồ họa. Hiệu năng thực tế của mẫu card đồ họa này ra sao thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay và luôn. Nhưng trước tiên thì mình sẽ nhắc tới dòng sản phẩm NVIDIA GeForce RTX 30 Series. Dòng card này được xây dựng trên kiến trúc Ampere mới nhất được NVIDIA chính thức ra mắt vào ngày 2 tháng 9, dựa trên nền tảng sản xuất 8 nanomet tới từ Samsung, mang lại số lượng nhân CUDA được gia tăng vượt trội. Lõi RTX hệ thứ 2 và lõi Tensor hệ thứ 3 cải thiện hiệu năng gấp 2 lần và hiệu suất gấp 1,9 lần so với các hệ trước. Thêm vào đó là nhiều công cụ hỗ trợ game thủ bao gồm NVIDIA Reflex giúp giảm độ trễ trong các game thi đấu, NVIDIA Broadcast tận dụng trí tuệ thông minh nhân tạo AI để dựng nên một không gian studio ảo cho các streamer, và NVIDIA Omniverse Machinima, một công cụ cho phép anh em dựng phim thông qua các engine đồ họa máy tính. Chính những điểm cải tiến ấn tượng này tạo nên một sự nhảy vọt mà chúng ta đáng mong chờ. Và RTX 3080 là thành viên đứng thứ 2 trong loạt 3 sản phẩm được hãng công bố, bao gồm RTX 3070, RTX 3080 và flagship RTX 3090. Về thông số thì RTX 3080 sở hữu thông số khủng, đa số nhân CUDA là 8704, đi kèm với bộ nhớ là 10GB DDR6X, chạy ở băng thông 19GB. Được hãng công bố là có thể cân được các tựa game 4K ở mức 60fps. Phần vỏ hộp thì các bạn có thể thấy hãng thiết kế khá đơn giản, tuy nhiên là vẫn nổi bật lên những đặc điểm chính như là bộ nhớ 10GB DDR6X, PCI Express 4.0. Phần logo top thì năm nay có một chút cách điệu. Đi vào chi tiết của sản phẩm, Asus TOS RTX 3080 O10G Gaming có ngoại hình ấn tượng, được trang bị giải pháp tản nhiệt hầm hố với thiết kế 3 quạt kích thước lớn ở phía trước, cùng với phần khung ốp kim loại xám nhìn vô cùng cứng cáp. Hãng cũng đã tiếp tục tận dụng thiết kế quạt Asiotech đã rất nổi tiếng về hiệu năng làm mát, cũng như sự tĩnh lặng và độ bền so với các thiết kế khác. Kết hợp với thiết kế thông minh cùng khả năng quạt quay đảo chiều ở quạt trung tâm giúp giảm hỗn loạn khí trong thùng máy và khả năng sẽ dừng hoạt động khi nhiệt độ GPU xuống dưới 55 độ. Ngoài ra, để đảm bảo nhiệt độ an toàn thì hãng cũng đã bổ sung thêm khối tản nhiệt kích thước lớn cùng với bộ tản nhiệt chuyên dụng cho phần VRAM để giữ nhiệt độ tốt trong điều kiện hoạt động tối đa. Chính điều đấy đã làm cho số đo kích thước lên tới 2,7 slot cho sản phẩm. Nhìn vào độ dày, chúng ta có thể yên tâm khi cày kéo trong thời gian dài. Mặt lưng của Asus TOS RTX 3080 O10G Gaming được trang bị tấm backplate cứng cáp, đảm bảo chống chịu được sức nặng của sản phẩm khi gắn lên hệ thống. Bên cạnh đó là hai chân cấp nguồn 8 pin để gánh mức TDP lên tới 320 W theo như hãng công bố. Ở đây mình cũng khuyến cáo với những cấu hình khủng long đang ngày càng tiêu tốn điện năng thì việc đầu tư nguồn chất lượng cao là hoàn toàn tương xứng. Như cấu hình mình sử dụng là Core i9-1850K và Asus TOS RTX 3080 thì mức khuyến nghị theo Asus là 850 W. Kế bên cạnh đó là phần khung được trang bị LED RGB phía trên giúp tạo điểm nhấn. Phần LED có thể tùy chỉnh bằng phần mềm Armory Grade và đồng bộ hóa với các thành phần Asus khác để tạo ra các hiệu ứng huyền ảo. Phần cổng I/O được làm bằng thép không dỉ 304 giúp chống oxy hóa và không bị mẻ trong suốt quá trình sử dụng. Cũng không thể bỏ qua phần nhiệt độ khi hoạt động. Tuy sở sức mạnh kinh khủng và thông số ấn tượng như vậy, Asus TOS RTX 3080 O10G Gaming vẫn cho nhiệt độ hoạt động rất mát mẻ. Tiếp theo là phần sức mạnh mà các bạn đang rất mong chờ. Ở đây thì mình sẽ so sánh trực tiếp với người Anh là chiếc RTX 2080 Super.
rằng mình vừa đem đến cho các bạn trải nghiệm về sức mạnh thực tế của dòng sản phẩm RTX 30 series mới nhất qua đại diện rất ấn tượng Asus TUF RTX 3080 O10G Gaming. Qua đây các bạn thể thấy được bước nhảy vọt ấn tượng, và đây là một món quà tuyệt vời đến từ hãng NVIDIA mang đến cho người tiêu dùng. Các bạn nghĩ sao về chiếc card đồ họa này? Hay có câu hỏi gì về xung quanh em nó? Hãy để lại comment phía dưới video. Link chi tiết về sản phẩm cũng như chương trình khuyến mại thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Nếu như thấy video hữu ích, đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ team Mira chúng mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.